Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Việt sẽ quay một MV, một bài hát mới của Việt được mang tựa đề Anh yêu người khác rồi. Trong MV này thì Việt sẽ hóa thân thành một anh chàng đầu bếp và có một cái cuộc tình sẽ rất là hay ở trong cái MV lần này. Và hy vọng rằng là cái bài hát này cũng như cái MV này nó sẽ tạo cho các bạn được một cái sự hứng thú cũng như là một cái hiệu ứng đối với các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ chờ đợi đón cái MV này để xem cái bài hát và MV này giữa Việt và bên ekip sẽ thực hiện tất cả mọi thứ sẽ như thế nào nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tới đây là trước là cảm ơn nhóm AT đã mời anh tham gia quay cái clip của Khác Biệt. Nhưng mà anh thấy cái clip này vi mô lắm. Anh cũng chúc cho Khác Biệt thành công mạnh lớn và được khán giả ủng hộ với cái clip này. Việt vừa mới phải quay một cái cảnh có nghĩa là cái đồ ăn của Việt nấu thì bị dính một cái cọng tóc trong đó, mà thực ra thì lại không phải là Việt làm rớt vào trong đó, mà là do một cô bé bạn gái mình làm rớt trong đó. Và những cái cảnh này thì là phải diễn là rất phải vẫn phải giống, tại vì là rất phải giữ dằn, đập bàn đập ghế, rồi là Việt đã bị bất ngờ ngay từ lúc đầu, mà khi cái diễn viên mà diễn cùng Việt đã làm rất là sống động cái vai diễn này mà diễn rất là thật. Nên là đó là một cái kỷ niệm mà Việt phải nhảy bắn người lên, rồi Việt rất là run đấy, rất là buồn cười cái cảnh đó. Vừa đây này sẽ là những cảnh tiếp theo, nó không chỉ liên quan đến cái tình yêu ở trong cái MV này, mà nó sẽ còn là liên quan đến cả những cái món ăn cũng như là những cái ẩm thực về những cái trong cái MV lần này. Nó sẽ là một cái vai diễn về đầu bếp sẽ rất là khó, và các bạn sẽ theo chân Việt và biết xem là những cái vai diễn này nó sẽ đi hết vào phía cạnh của nó sẽ như thế nào nhé. Nóng không em? Việt vừa có một cảnh mà phải vào bếp nấu và nấu món ăn, rồi phải nấu thật. Lúc đó thì nấu bằng cái đúng những cái dụng cụ chuyên nghiệp như là bếp hay là chảo của cái nhà hàng rất là chuyên nghiệp, và dầu thì xì khói lửa hết lên. Nhưng mà cảnh quay đấy nó rất là đòi hỏi sự công phu và phải tỉ mỉ thật. Nhưng mà rất may là Việt cũng đã hoàn thành tốt cái cảnh quay đó và nấu một món ăn cũng rất là thật. Và bây giờ thì Việt đang tiếp tục có những cảnh quay cuối cùng của trong MV này tại nhà hàng ngày hôm nay. Đây là một nhà hàng cũng rất là đẹp, và đây là gần những cảnh quay cuối cùng thì mọi người cũng khá là mệt. Tất cả những diễn viên chính cũng như là những diễn viên quần chúng thì hầu như là cũng đã gần xong hết. Bây giờ thì còn cố những phần cuối cùng đó thôi. Các bạn hãy chờ đón MV nhé. Rất là hay đấy. Like
rất là mệt, rất là nóng, tốn biết bao nhiêu mồ hôi. Trời ơi, người nước ngoài quay cũng nói so hot. Từ sáng giờ thì vai diễn của em toàn là đóng vai một cô gái cứ đi ra đi vào rồi chứng kiến chuyện của người ta không à. Nhưng mà đến ngày mai á thì vai này sẽ hết nhạc, quý vị sẽ chờ đón xem nhé. À, bây giờ là những cái cảnh quay cuối cùng của cái MV Anh Yêu Người Khác Rồi của Việt. Trong suốt thời gian từ sáng đến giờ, đến tận bây giờ là đã trời đã tối, thì hầu như những cái cảnh quay hầu như đã được xử lý một cách rất là tương đối gọi là hài lòng đối với cả Việt cũng như là ekip làm phim. Bây giờ sẽ là những cái cảnh quay cuối cùng, một cô bé này đi với một ông đại gia và Việt phát hiện ra. Đây là cảnh quay cuối cùng trong ngày, và hy vọng rằng tất cả những cảnh quay này sẽ hoàn thành thật là tốt để chúng ta có thể chuyển tiếp địa điểm để làm việc tiếp, tại vì bây giờ là cũng gần 8 giờ tối rồi, 8-9 giờ tối mà quay từ sáng đến giờ rồi, và sẽ và hy vọng là những cái cảnh quay này sẽ được nghỉ ngơi sớm để ngày mai chúng ta có thể tiếp tục làm việc tiếp để gửi đến các bạn một cái MV thật là hay và chất lượng. Xin cảm ơn.